Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cầu Thăng Long hiện đang được sửa chữa thi công đúng tiến độ. Công nhân và máy móc sẽ rút khỏi công trường trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 và sẽ thông xe vào tháng 1 năm 2021. Hiện các đơn vị thi công đã hoàn thành đổ ô bê tông UHPC cuối cùng đúng theo tiến độ đề ra, đồng thời tiến hành thảm lớp bê tông nhựa, lớp vật liệu cuối cùng của mặt cầu. Với khối lượng 3.000 tấn bê tông nhựa, dự kiến sau 7 ngày sẽ hoàn thành và hoàn thiện sơn kẻ lề bộ hành. Với công nghệ đinh neo trên bản mặt thép, mặt cầu Thăng Long hứa hẹn sẽ có độ bền cao. Các khe co giãn cũng được thay mới trước khi đưa cây cầu vào khai thác.